chơi luôn à. Trời trời, đi xa dữ. Này là tại quay cho các bạn coi mới phải đi vòng vòng vậy các bạn. Không là nãy giờ bắt rồi. Xuống nữa nè. Đây con nữa hả? Ôi, dính. Bắt trên tường luôn. Đạp nhỏ vô tường luôn. Quá dữ. Một con nữa nha các bạn. Pha này chắc thấy nè. Pha lên cây. Đó, ở trong đây mà thả phi rồi nó bay vô trong trong công ty người ta sao lại. Chút xíu anh em mình ra bãi rộng rồi thả phi nha các bạn. Mấy chim nhỏ này bãi này mà thả phi là mất chim. Nghe không phải con chim không nghe lời mình nhưng mà nhiều khi gió nó bạc rồi này nọ. Để túi gì đựng. Đây em đựng cho. Trời, anh cứ tin em đi, em sẽ bảo toàn với con này cho. Hãy nhớ các bạn, lấy về tập cái con kia, con ở nhà. Con ở nhà đang tập săn. Con này săn 3 bữa rồi, lão luyện rồi. Tiếp tục nhớ các bạn. Vẫn là bãi trưa, bãi Vinamilk. Vô đây mua sữa hoài luôn. Bên đường có con nè các bạn. Để chạy lại quay cho các bạn thấy cho rõ. Băng qua bụng xăng rồi. Mày giữ mặt. Ui. Ui đen phục. Ủa chụp chim non chụp chụp chim mẹ. Đi chụp trúng chim mẹ. Mẹ nó dữ hơn. Lên cây rồi các bạn. Chụp trúng chim mẹ. Bấm em Đằng ơi, cho xả dây. Ừ, hạ xuống bao đẹp. Đây em gỡ dây em cuốn ra. Giữ dây ha. Cuốn đi. Chim con đang hạ học chuẩn bị cho mẹ đúc. Dí cho mẹ. Dí ngay đi mẹ. Thua mày rồi. Làm lại. Còn á, còn trên cây quá trời. Mày giỡn mà. Mẹ hả? Em thấy nó cáo cáo rồi mà nó không bay ta. Mình cáo hơn nó. Được rồi. Rồi, con bự quá, chứ già bự quá nên nó giật một tầng không. Nó giật hoài không chết. Con này bóp sao con sẻ này chết được. Vì mày nhỏ quá mà. Được rồi nha bạn, một con nữa. Rồi giờ mình đổi mồi cho giữ con chim nè, sống. Mình có mồi sẵn rồi mình đổi cho nó. Đổi chim hồi nãy chết rồi. Gỡ chim này ra chạy sống. Ủa, nó sẽ đúng già luôn á. Nè các bạn. Ui con này ú nu à. Con này là chắc nổi á. Muốn gấp đôi mấy con kia luôn á. Trời vô túi tiếp. Rồi ăn mé đi. Con nghỉ đi. Vô mày. Đây. Tiếp tục. Cho nó nghỉ xíu anh Đằng ấy. Nãy giờ nó bay cũng xuống rồi đó. Ba con.
rác nha các bạn, hay thùng rác xanh bên kia kìa. Này nó khó thấy đó, phốt cái thùng chắc nó thấy rồi đó. Chết này, chết 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 dính này, dính này, dính này, dính này. Nghe tiếng kêu chít 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 rồi đó, không thấy bay lên nữa biết dính rồi, dính con nữa nha các bạn. À, tại quay phim nên mỗi lần ấy phải quẹo lại. Ừ, ba đây chủ. Hôm qua kia gỡ anh đang ấy, chú rùm mà. Một con nữa nha các bạn. Kia gỡ đi em lấy xe qua cho. Ta chạy chạy qua rồi mà không bay thì chết chứ sao. Thôi giữ nó sống đi. Đúng rồi. Huấn luyện con săn, con chim săn này cũng mất cả tháng, 2 tháng à, từ lúc nó nhỏ giờ ha. Nuôi từ lúc mà còn lông ống lên á. Ừ, đúng phúng. Để cho nó đủ lông cứng cáp rồi bắt đầu mình mới tập. Tập đồ săn rồi mới giao cho khách được chứ. Bạn nào mua chim liên hệ anh Đặng nha, mà phải đặt trước các bạn. Tại vì mỗi lần tập được mấy con à, 2-3 con à, nên phải đặt trước. Không phải lúc nào cũng có chim. Để link Facebook với số điện thoại anh Đặng dưới nha các bạn. Bạn nào thích thì có thể liên hệ anh Đặng. Nào anh Đặng có chim thì anh Đặng bán, còn không thì mình có thì các bạn liên hệ mình cũng có nữa. Về huấn luyện. Wow rồi, wow rồi. Wow, bực bội. Bực bội. Hết sức bực bội. Các bạn, con này có chủ rồi, con này thì người ta đặt rồi. Con này với con ở nhà người ta đặt rồi. Nào thấy chim săn ok là giao cho người ta thôi. Đứa rồi cho uống nước. Quên đem mình xịt, bấn quá phải làm gì thôi chứ sao giờ. Nắng quá. Săn chưa nắng gì nguy hiểm. Cho nó nghỉ xíu. Đi cà phê cho những chiều mát sáng. Ừ. Phải đánh một vòng. Ê, con trẻ non, con trẻ mẹ nữa kìa. À, mày, nó bắt con trẻ mẹ nữa cho coi. Rồi, dính trẻ non. Dính trẻ non ơi. Thôi thả trẻ non anh Đăng ơi. Non nè, nó đang đi với mẹ bị chụp nè, tại nó bay chậm á, giờ thả nó nha, mẹ nó đâu không biết, nó về với mẹ nó, ôi vậy con ta chụp, ngu, mẹ đâu ta, mẹ nó giờ chắc bay mất tiêu rồi, đây con, xong rồi các bạn ơi, mình đã cố gắng hết sức. Con người ta đang ăn. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cái con này đành phải lấy rồi. Bắt con, bắt đúng con sẽ chậm nhất mới ghê chứ. Quá đen. Xin lỗi. À, đi trước rồi. Không nhưng mà bắt con mẹ cũng đúng. Con mẹ thì lấy gì con nào chăm con này. Đúng không? Sao mấy con kia nó bóp không chết mà con này bóp chết queo ta. Ngang quen. Bay 2 con à con. Còn quá trời. Mấy con ở lại là mấy ngu á. Bà con. Thôi, phải đi, nhiều người quá. Đơn giản hết trời. Con
Hay gỡ thế nào nó chết nửa uổng vậy. Con này quá đơn giản luôn các bạn. Tưởng nó bay hết rồi còn con. Thu rồi. Con nữa nha các bạn. Gỡ đi. Em gu. Các bạn. Con này còn sống. Không nghe gì luôn. Người ta bay hết rồi bà đứng bà ăn. Thu rồi. Trên còn nữa anh Đặng, một đàn luôn. Cách trên 20 mét. Lên bắt đàn trên luôn, cho tỉnh đi. Ta này đứng đây cho nghỉ lâu lâu một chút đi. Ở trên một đàn thấy 7-8 con gì á. Con này lại bắt sẽ bầy được ha, không như con kia ha. Con này sẽ bầy là lừa con nào ngu nó chơi. Còn con kia bay vô gặp sẽ bầy, tứ lừa luôn. Nhìn đến sợ. Không phải sợ mà nó không biết bắt con nào. Chứ anh không định hình được trước. Này quái xe cẩu còn nữa nè. Cái này là tới nè. Đó, không quay luôn. Đổ ngu, con này ngu nữa. Ui chà. Ui vậy mà xảy ra. Ừ, nó bay sát đít luôn á trời. Ừ, con nó cáu á. Xảy các bạn. Kiếm xuống nha. Đúng rồi, xăng là phải sảy rồi chứ xăng dính hoài sao được. Coi cái dây có dướng có xuống được không á. Xuống con. Tuyệt vời. Đen nha. Phá đó anh rộ ga chứ anh chạy bình thường như người ta là lụm mồi. Anh sợ khẽ nó lấy chụp coi. Quay đi. Được rồi. Các bạn săn mấy con nhỏ này phải có mấy băng cước nha các bạn. Gió nó bạc chim mất tiêu. Thì, gió giặt nữa ha. Gió này giặt. Bay vô gặp bà chó nữa là xong luôn.